lanh nắng ban mai, anh dừng lại nhìn trẻ thơ ngồi học, thoáng thấy em thanh thản đứng giảng bài. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ, anh lạc lõng như thú hoang xa núi, giữa sân trường tiếc nuôi chuỗi ngày thơ. Trường em dạy xưa kia anh đã học, giấc mơ đời rào rực lửa phương đông, sách vở thơm áo trắng cũng như lòng, cánh diều nhỏ bay giữa trời ước vọng. Dáng thiên thần anh nhìn lại, ô hay mình đáng tội. Về lại Huế trường cũ, gió sân trường thơm bụi nước bên sông, anh bờ ngỡ giữa trăm ngàn tiếng động, vì từ lâu bút mực đã cạn dòng. Bởi xa lắm tuổi thanh xuân cao ngạo, anh trở về kỷ niệm cũng phơi pha, bàn ghế xưa không còn dịp được ngồi, thử cầm bút tô xanh đời mình lại. Anh trở lại mong được ngồi cuối lớp, đôi tay vòng theo bạn nhỏ trông lên chưa bàn lớp, ước đều tâm lòng anh khe lãng bạc tìm về. Anh xin làm người tình si trước ngõ, theo em về qua những ngõ phố xưa, có bướm hoa có tiếng đàn vọng về, gợi lại giấc mơ đậm hương bốn mùa. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ. Về lại Huế anh ghé thăm trường cũ, mái trường xưa hàng phượng lá xanh mơ. Về chờ dâng niềm thiết tha, nhớ bạn bè, nhớ mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào. Thời gian sau đi mau, xin hãy ngừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi, vang đâu đây có
giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ. Còn mãi trong tim mọi người, để tình yêu ước mơ mãi không phai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trở về với giấc mơ ngày xưa, bút mực truyện tranh, những gói bằng ngô trong ngăn bàn. Cho tôi xin về lại thời tập tô, để vẽ ông mặt trời hiền như bố, những chiều dòng chơi say mê những món đồ hàng. Cho tôi xin về lại mái trường xưa, dù trường thật bé những ước mơ thật to, từng ngày chăm lo cô giáo vui như mẹ hiền. Cho con xin về với ông bà thương, những chiều nhõng nhẽo vòi tiền nhổ tóc sâu, mỗi sợi trắng tinh con lấy bằng 500 đồng. Hãy cho tôi xin một vé không hai,
mà dẫu hôm nay ga đông đường dài, vẫn cho tôi xin được trở về tuổi thơ ngây ngô với bao mộng mơ. Hãy cho tôi xin một vé không hai. Oh,
góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chưa mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương dài khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Hàng ghế đá xanh tàng cây góc sân trường, hành lang ấy xa dần xa bước chân người. Bạn thân hỡi, ta khắc ghi trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lưu bút chưa kịp ghi đã ướt nhòe, nhành hoa thắm chưa kịp trao tay một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung đường sao nghe vẫn vương. Bao yêu thương trong ta tìm về một thoáng trường xưa, đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Trường xưa đã nghe thời gian thoái đưa, nghe bâng quơ ngu ngơ một thời, tìm bước ngày xưa ướt mưa người còn đâu nữa. Ai thương ai quên ai giận hờn, buồn cánh phương rơi khi ta chờ người không tới. Cho hôm nay miên man bồi hồi, nhặt lá vàng mơ khi xưa một mối tình thơ. Chiều hôm nay thì cũng tại sân trường này 6-5 năm chúng ta lại về từ về đây chúng ta để gặp gỡ ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh. Chúng ta không làm lễ nữa mà chúng ta tập trung cho việc tặng quà cho các cháu tại sân trường này, và chúng ta ghi hình lưu niệm thoải mái tâm sự vui chơi. Sau đó chúng ta tiếp tục giao lưu và mang một bữa tiệc lớn tại Vinh Trang. Và chiều hôm nay cùng trong cái buổi này thì ban tổ chức đã phát động phong trào tìm lửa cho các cháu học sinh học giỏi. Và như hôm nay thì chúng ta cũng có 15 xuất quà để tặng cho 15 cháu với tổng giá trị là 22 triệu đồng. Và ngay bây giờ thì xin được mời đọc tên các cháu lên để nhận quà. Và xin được đọc thư ký mà đọc thế nào thì anh cũng đọc thế nào chắc chắn. Xin được đọc mời thầy Lê Văn Thuận, phó hiệu trưởng nhà trường, cùng với các bạn Nghi Giang, bà Vân, bà Vân ở đây. Bạn cháu
chúng ta còn một lần nữa là bài cáo. Rồi nhà mời bà Vân Linh về cái bàn đúng đi. Rồi chúng ta có một đám phái thật lớn một chung mình trả phương quân của nhà sáu. Vậy xin cảm ơn Lê Thuận cũng như cảm ơn cả bạn. Mời bà Lê Thật Chi đại diện và chào bà Bê Tê. Mời Lê Thuận khấu để nhận quà. Và một lần nữa, chúng tôi sẽ chuẩn bị tặng quà cho cháu. Bà Hàng Cát, bà Nguyễn Lắc và bà Huynh xin cảm bà tặng quà cho cả cháu luôn. Cho nhà trường thì mong rằng đây sẽ là những món quà hữu ích cho cả các học sinh đang học tại nhà trường, và xin mời thầy Lê Phương lên để nhận luôn. Cảm ơn cả anh chị. Yeah. Vâng, xin cảm ơn. Đã mấy năm nay tôi chưa về thăm trường lần nào. Đã mấy năm nay cây phượng hồng thêm phần già nua, không biết lúc này có gì đổi thay. Thời gian có làm nếp nhăn thêm đầy. Mùa hạ đến với nắng trói trăng xuyên qua bầu trời, để có chút bồi hồi. Nhìn cảnh chia tay trong tim thấy nhớ. Hồn nhiên qua đi xa, luôn trong nghiêm khắc nhưng chỉ mong chúng em lớn thêm. Em mang ơn thầy cô vì điều ấy đây. Và ngày chia tay có ai ghi trên lưng áo nhau bao nhiêu lời chưa nói ra. Mai bôn ba có khi chẳng còn thấy nhau. Vẫn nhớ hôm nào bỡ ngỡ ngày mới vừa vào trường, chưa thấy ai quen. Ánh mắt lạ lẫm mình nhìn nhau, không hay lúc nào lớp mình giống như là một mái nhà để ta sum vầy. Dòng thời gian bao năm trôi nhanh ai mà giữ. Vội vàng ghé đến mà lòng không quên hay.
Vâng,
sẽ có một đại diện cựu học sinh niên khóa tháng 5 tháng 9 có đôi lời phát biểu. Vâng này, xin mời bạn Nghi Giang lên thay mặt tập thể cựu học sinh có đôi lời phát biểu. Xin mời bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào hai vị khách quý của cựu học sinh Nguyễn Du năm 85 và 89. Thực ra là chúng ta cũng đã rất là may mắn là tụi mình học với nhau không chỉ có từ năm 85 đến năm 89, mà thực chất là trong đây có rất là nhiều bạn. Chúng ta đã học từ năm 1980 cho đến 89, thậm chí mình về bằng lai là con học từ mẫu giáo rồi thế. Cho nên là quá thân thương. Hôm nay được cái sự tín nhiệm của ban tổ chức cử mình lên nói vài lời. Thực ra đối với bạn bè thì quá thân mật rồi. Và trong cái không khí đầm ấm và như thế này, không có cái lời nào để có thể diễn tả hết cái những cái cảm xúc mà hiện tại mình đang có, và mình nghĩ là chắc các bạn cũng như vậy. Rất là quý, bởi vì sau 5 năm từ cái lần gặp nhau ở 30 năm thì bây giờ chúng ta có dịp gặp lại nhau, mặc dù cũng có thiếu người này người kia, nhưng mà các bạn đến đây đông đủ hôm nay chính là một cái tinh thần Nguyễn Du khóa 85-89 vô cùng là quý giá. Và đặc biệt là những bạn ở xa đã bỏ công bỏ việc rồi một quãng đường rất là xa để về ngồi ở đây, và đó chính là cái điều mà những bạn ở Huế vô cùng xúc động. Và mình là một trong những người ở trong ban tổ chức thì cảm thấy là với cái không khí này chắc chắn là hôm nay sẽ là một cái đêm tiệc vô cùng ấm áp và tràn đầy tình bạn. Trong cuộc sống thì có lẽ có rất là nhiều những cái mối lo toan, và mình hy vọng trong tối nay khi các bạn bước vào cái buổi tiệc này, mình rất mong các bạn bỏ lại những cái lo toan, những cái vất vả hàng ngày ở ngoài cửa đó, và chúng ta ở tại đấy chỉ nhớ lại những cái chuyện vui hồi nhỏ, và chúng ta cứ tươi vui như chúng ta thuở 12, 13, 14, 15 tuổi. Bây giờ trên bàn của các bạn đã có rất là nhiều ly rồi. Giang nghĩ là chúng ta nên rót đầy ly và cùng nâng ly để khai tiệc. Chứ nếu không là mình sẽ thấy quái đa mình dọn. Rồi bây giờ các bạn mời các bạn rót đầy ly. Ai đã cho mình một ly, mình cũng phải cùng ly với các bạn. Và chúng ta sẽ nói cái câu gì đấy. Bây giờ hồi nãy là mãi yêu rồi mãi định rồi, bây giờ ta nói ba chữ đi, mừng hồi ngộ, được không? Rồi bây giờ mình sẽ hô 1, 2, 3 và các bạn sẽ nói là mừng hồi ngộ nghe. Đừng có nói 1, 2, 3 vô hả? Rồi bắt đầu chưa đưa ly lên nào. 1, 2, 3 mừng hồi ngộ. 1, 2, 3 mừng hồi ngộ. Bây giờ là vô nè. 1, 2, 3 vô. Xin mời cả bạn cùng nâng ly và mời hai vị khách quý của khóa chúng tôi cùng nâng ly để mừng với khóa chúng tôi hôm nay. Xin cảm ơn bạn Nghi Giang, cảm ơn hai thầy lãnh đạo trường Trung học cơ sở Nguyễn Du đã đến dự với chúng ta chiều hôm nay. Và xin mời cả bạn chúng ta bắt đầu đi vào bữa tiệc, cứ thoải mái nâng ly vui chơi. Và đăng chiều nay là trên bàn của các bạn có rất nhiều cái phiếu đăng ký văn nghệ, cho nên là các bạn hãy đăng ký, bạn nào đăng ký sớm sẽ được mời lên trường nha. Một lần nữa chúng ta cùng nâng ly và hôn 1, 2, 3 vô nha. Chuẩn bị rượu bia chưa? 1, 2, 3 vô. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Thank you.
một nửa của ban tổ chức chuẩn bị là một tổ ca nam nữ với liên khúc tình thơ và con đường đến trường. Xin mời tổ ca và mời các bạn nào yêu văn nghệ lên sân khấu cùng tham gia cho vui. Xin mời các bạn đóng. Bạn thân ơi, ta cất kỹ trong lòng những ước mơ hồng ngày tháng chờ mong. Dòng lũ muôn chưa kịp yêu đã ngược về, ngày qua năm chưa kịp trao đã một lần. Kỷ niệm đó trong chiều mưa tan trường, hai đứa chung mừng sao nghe vẫn thưa. Bao yêu thương trong ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
Thank you.
Thank you.
thương sớm. Dần dần gọi nắng xôn xao, con đường dần vui và gió hát ngọt ngào. Tôi dần xin lung linh màu mây trắng vương lên những cánh chim hào. Ông trời vẫn sáng, màu nắng rất ngọt ngào. Mai trắng gợn lên những hạt đào. Ôi Việt Nam, ôi sông Việt Nam, đã bao nhiêu gian nan mà điều này vẫn diễn ra. Chào.
Mình ngờ bạn mình xin cảm ơn hay quá. Kim Loại. Đi bên con trong mơ là những hồ lan đi. Khi con tim con ở trên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trường có trường. Chờ hết đi học về lâu nay. Biết rằng các trường học hay đi về bên ấy. Anh ơi về đâu đi về bên ấy. Tôi biết ngày sâu xa mong chờ em thấy sao buồn buồn mà đi về nhà thôi. Tôi nhớ những thứ gửi cho Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
gian một ngày còn thơ đẹp quá đời từ sáng nhân dân lập lên ta vương mới lập lên quê hương ta bước ra phố bước theo những người chiến sĩ và phát tiếng cười tôi mộng mơ thân thiết trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân. Ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hôn tôi nhẹ lưng biết đâu mà đây là nơi tôi đến khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này để cuộc đời còn mãi bao nhiêu niềm vui lời ca còn mãi cho bạn cho tôi tình yêu còn mãi trong trái tim này từng nụ hoa còn đẹp mãi có nhau trong đời ngày xưa thân nghe hồn nhiên là tôi mộng mơ thân tiên trong ánh nắng mới ấm áp của tình bạn thân ngày xưa phương rơi đầy sân đàn ca hôn tôi nhẹ lưng biết đâu mai đây là nơi tôi đến khi người trao niềm tin đưa bàn tay lên trái tim mình cho bao nhiêu đam mê vang lên lời hát. Tôi hái hoa tình tròn đầy để hướng mơ đến đèn đôi. Thank you.
Chuyện sân trò chân anh vẫn hỏi vẫn nơi
dòng chơi tuổi thơ. Giờ đây lớn khôn, mỗi đứa ra đi một phương. Đàn chim thơ khi xưa nay đã trưởng thành, đưa Hà Nội, đưa Sài Gòn, đưa Nha Trang. Ngày họp lớp chúng ta quây quần bên nhau, nhau ca hát nói cười, chuyện trò không ngừng bạn hỡi. Ngồi cạnh bên nhau nhớ lại kỷ niệm của thời học sinh, bạn bè thân thiết tay nắm chặt, nghèo sang không phân bạn nhé. Dù tương lai có như thế nào, tình bạn mãi không nhạt phai.